cuộc đời của má. Má, từ chiếc giọng thơ ngây qua lời rủ em mà má đã theo chân con trẻ trên dạng nẻo sông hồ. Má đã nuôi con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc con mới tưởng hình trong bụng má, má đã reo mừng khi con mái đồng lần đầu tiên. Rồi từ đó sau mỗi lần con đạp má thêm đau, má mừng thêm chút nữa. Chắc là con khỏe nên con đạp con chồi. Lắm khi má ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình tỉnh giấc.